từ 6 triệu đồng. Xin chào mọi người, với nhiệt độ bây giờ bên ngoài trời đang là 36 độ. Vậy thì liệu rằng với một câu hỏi đặt ra là khi mà các bác tài đậu xe ở ngoài nắng như thế này thì làm sao để bảo vệ được nội thất xe của mình được toàn diện cũng như là phần da dẻ khi đi giữa thời tiết nắng nóng như thế này được đảm bảo hơn? Thì ngay bây giờ đây, bên em có một chiếc Mazda 3 dán cho mình, đó là gói Ceramic siêu tiết kiệm với giá chỉ từ 6 triệu đồng thôi. Và ở gói pin Ceramic siêu tiết kiệm này, chúng ta sẽ có ở phần kính lái sẽ là mã Ceramic 70, ở kính sườn trước là mã Ceramic 35, và ở kính sườn sau cùng với kính lưng sử dụng mã Ceramic 15. Và với phim của 3M sẽ áp dụng công nghệ có độ bền vững chắc, như vậy sẽ giúp phim sẽ có độ bền theo thời gian cũng như là không bị ăn mòn bởi các tác nhân vật lý hoặc là những cái tác nhân gây hại từ môi trường ảnh hưởng đến phim. Và với thời gian bảo hành của phim 3M lên đến 10 năm thì sẽ đảm bảo với 3 tiêu chí 3.0, đó chính là không bong tróc, không rạn nứt và không loang màu. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất từ các bác tài đó chính là vấn đề về da cũng như là nội thất xe. Tuy nhiên, đối với dán phim cách nhiệt của 3M thì chúng ta sẽ đảm bảo được các cái vấn đề về ảnh hưởng đến nội thất xe hay là ảnh hưởng đến da, bởi vì phim của 3M có chỉ số chống tia hồng ngoại và tia UV khá là tốt. Và với phim của 3M không phải là phim kim loại cho nên sẽ không có bị ảnh hưởng về cái vấn đề cản sóng GPS hay là cản sóng từ bên ngoài. Và liệu rằng với một gói phim full xe giá chỉ từ 6 triệu đồng như thế thì chỉ số về hồng ngoại hay là UV có đảm bảo hay không? Bây giờ mọi người hãy cùng em đo chỉ số thực tế của chiếc xe này nhé. Và mọi người đang thấy ở đây là chỉ số hồng ngoại ở ngoài trời đang đạt ở mức gần 200%, và khi ở chỉ số UV, chỉ số UV cũng đạt ở mức 100. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em vào xe xem thử nha. Và như mọi người đang thấy, khi đưa chỉ số hồng ngoại vào trong thì đang giảm về khá là đáng kể. Còn khi đưa chỉ số UV vào, chúng ta sẽ thấy được chỉ số UV gần như rất là thấp. Và với chỉ số UV và hồng ngoại như thế thì sẽ giúp chúng ta đảm bảo được các vấn đề về da cũng như là về phần nội thất xe ở phía trên này, và từ đó tăng tuổi thọ hơn cho cái phần nội thất xe của chúng ta. Còn về chỉ số giảm lóa, khi các anh chị nhìn qua camera, nhìn vào cái tấm kính đã dán phim 3M và nhìn ra bên ngoài sẽ thấy được cái độ lóa đã giảm khá là rõ rệt. Không chỉ là ở phần kính lái mà cả khi ở phần kính sườn chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự khác nhau. Và đặc biệt ở phần kính lái, để đảm bảo cho chúng ta có tầm nhìn quan sát tốt thì cái việc mà thi công thì kỹ thuật bên em cũng phải đảm bảo rất là tỉ mỉ và chỉnh chu. Thì trước tiên về tấm phim thì các anh kỹ thuật sẽ sấy phim để cho vừa với form của kính. Và sau khi sấy phim xong thì các anh kỹ thuật tiến hành vệ sinh bề mặt của kính để đảm bảo bề mặt kính không bị dính một hạt bụi mịn nào, để khi đưa vào chúng ta vẫn sẽ thấy được tấm phim được đảm bảo về vấn đề như là về các cái lỗi bong tróc hay là rạn nứt phim. Về tỷ lệ chuyển sáng, ở mã Ceramic 70 sẽ có tỷ lệ là 62%. Với tỷ lệ này thì sẽ đảm bảo cho chúng ta được tầm nhìn, kể cả nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ cảm giác rất là riêng tư. Và khi mà nhìn từ trong ra thì vẫn đảm bảo được tầm nhìn tốt khi quan sát về đêm hay là đi giữa trời nắng gắt như thế này. Đối với sườn trước thì sẽ là có mã Ceramic 35. Với mã này sẽ có tỷ lệ chuyển sáng là 26%. Đồng thời với việc chống UV sẽ lên đến 99% và hồng ngoại sẽ lên đến 73%. Còn về kính sườn sau cùng với kính lưng, anh chủ sẽ lựa chọn cho mình đó là mã Ceramic 15. Với mã này sẽ có tỷ lệ chuyển sáng là khoảng 14%, đảm bảo được cái phần riêng tư. Còn về phần cản tia UV và tia hồng ngoại thì ở phần kính sườn sau với lại kính lưng sẽ cản cho chúng ta tia UV đến 99,4%. Còn về phần hồng ngoại thì sẽ cản đến 74%. Và với gói phim này, với góc nhìn từ bên trong nhìn ra thì chúng ta vẫn có thể thấy được cái độ sáng và có đủ tầm nhìn. Còn khi nhìn từ bên ngoài vào hầu như là sẽ không thấy gì hết. Như vậy về độ riêng tư thì mọi người có thể được đảm bảo an toàn hơn. Và với một gói phim Ceramic siêu tiết kiệm giá chỉ từ 6 triệu đồng thì nếu như anh chị nào đang có nhu cầu để sở hữu gói phim này, có thể để lại số điện thoại, khu vực mình đang ở và dòng xe các anh chị đang đi để tụi em có thể liên hệ tư vấn cho bên mình ngay, hoặc liên hệ đến đại lý ủy quyền chính hãng của 365 Group bằng cách truy cập vào website 3m.365group.com.vn để tìm đại lý gần nhất để hỗ trợ dán cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.